Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Điện Kính Thiên xây dựng năm 1428, đời vua Lê Thái Tổ. Điện được xây dựng trên núi Nùng, ngay trên nền cũ của cung Càn Nguyên Thiên An, thời Lý Trần. Điện Càn Nguyên là đặt ở trung tâm bờ cõi, đặt ở trên một cái vị trí mà nó được coi là đấy là cái nơi mà cái kết nối giữa đất và trời. Nó đặt đúng ở cái vị trí gọi là rốn rồng. Đến đời Lý Thái Tông ấy, thì ông quyết định là dựng lại một cái điện mới. Đó là điện Thiên An, tồn tại suốt từ Lý Thái Tông cho đến khi mà kết thúc vương triều Lý. Thế và cái vương triều Trần ấy được thành lập cũng là ở vị trí này. Sang đến thời Lê thì cái lúc mà Lê Lợi sau khi mà hội thề Đông Quan rồi thành lập vương triều, tức là về đây tuyên bố đại cáo Bình Ngô cho tu sửa lại và đổi tên nó thành điện Kính Thiên. Diện tích điện Kính Thiên hiện nay chỉ còn là khu nền cũ, dài 57m, rộng 41,5m, cao 2,3m và thềm bậc xây bằng đá xanh, có đôi rồng đá khắc chạm năm 1467. Rồng đá điện Kính Thiên là một di sản kiến trúc nghệ thuật tuyệt tác, tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc thời Lê Sơ được chạm trổ bằng đá xanh. Nền và thềm bậc điện là di tích ít ỏi trong kiến trúc hoàng cung thời Lê còn sót lại đến ngày nay, nhưng phần nào phản ánh được quy mô hoành tráng của điện Kính Thiên xưa. Nơi đây là niềm tự hào của người Việt Nam. Nơi đây đúng là cổ kính, mang đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam. Năm 2015, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt đề án nghiên cứu phương án khôi phục không gian điện Kính Thiên nhằm tạo tiền đề, cơ sở khoa học để khôi phục điện Kính Thiên và toàn bộ không gian điện. Chúng ta phải có một nghiên cứu rất kỹ lưỡng, phải tổng hợp rất là nhiều loại tư liệu, ví dụ như là khảo cổ học, thư tịch cổ, rồi văn bia, rồi văn hóa học, rồi so sánh giữa ta, giữa di tích Hoàng Thành với các nơi khác ở Việt Nam, giữa Hoàng Thành Thăng Long Việt Nam với lại các cái di tích Hoàng Thành tương tự ở trên thế giới, để mà như vậy tìm ra một cái gọi là cái giải pháp tối ưu cho cái việc nghiên cứu và bảo tồn, khôi phục. Tính đến nay, khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long Hà Nội đã trải qua 16 năm liên tục khai quật, tiến hành khảo cổ học. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, vẫn còn nhiều những bí ẩn dưới lòng đất cần phải được nghiên cứu, sưu tầm để công chúng hiểu hết được các giá trị của Hoàng Thành Thăng Long cũng như khôi phục không gian điện Kính Thiên.